Việt Nam được biết đến là một quốc gia không chỉ có phong cảnh đẹp mà còn có những kiến trúc độc đáo. Những nhà thờ với lối kiến trúc độc đáo luôn là niềm tự hào của mỗi địa phương tại Việt Nam. Hãy cùng top 10 huyền bí điểm qua một vài nhà thờ như thế bạn nhé. 1. Nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được nhận danh hiệu là Vương cung Thánh đường tại Việt Nam, là một công trình kiến trúc theo phong cách Roman, kiểu kiến trúc thịnh hành tại châu Âu vào các thế kỷ thứ 11 và thứ 12. Có chiều dài là 91 m, rộng 35,5 m, vòm mái cao 21 m, chiều cao của hai tháp vuông kể từ đất là 36,6 m. Nếu tính cả hai chóp tháp chuông do kiến trúc sư Gaudens thêm vào năm 1885 thì chiều cao này sẽ là 57 m. Lòng nhà thờ bao gồm 3 gian và một hành lang quanh chính điện. Nhà thờ được trang trí với 56 cửa kính màu, mô tả các nhân vật và sự kiện trong Thánh Kinh và là một trong những nét độc đáo của công trình kiến trúc này. 31 hình bông hoa hồng tròn và 25 cửa sổ mắt bò, tất cả bằng hình trang trí ghép mảnh. Ngoài là một trong những nhà thờ lớn, lâu đời của Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà còn được biết đến là một nơi có bộ chuông lớn nhất, nặng nhất Việt Nam, cũng là nơi sở hữu chiếc đồng hồ xưa nhất, 120 năm tuổi. Hiện nhà thờ đang là điểm tham quan không thể thiếu của Sài Gòn và là nơi hẹn hò yêu thích của giới trẻ. 2. Nhà thờ Bảo Lộc. Được xây dựng từ năm 1994 đến năm 1999, nhà thờ Bảo Lộc là sự phối hợp giữa khối mỹ thuật vuông, bánh chưng và tròn bánh dày, tượng trưng cho trời tròn đất vuông. Phần chân nhà thờ là một mái vòm đường kính 36 m và được chia thành 12 cánh ôm lấy vòm trung tâm đường kính 6 m. Trong nhà thờ có bộ tranh kính màu có diện tích 66 m². Đây là bộ tranh kính màu lớn nhất trong các nhà thờ của Việt Nam. Nhà thờ Bảo Lộc được thiết kế theo kiểu kiến trúc đối xứng, tạo thành một khung cảnh rất trang nghiêm. Nằm ở giữa thánh đường là nơi thờ cúng, nghe thuyết giảng và sinh hoạt của giáo chúng hàng ngày. Phía trước thánh đường là tượng Đức Mẹ Maria. Hai bên thánh đường là lối đi bộ ra sân sau, là nơi học tập, chơi thể thao của con em nơi đây. 3. Nhà thờ Phát Diệm. Nhà thờ chính tòa Phát Diệm, thường được gọi là nhà thờ đá Phát Diệm, là một quần thể nhà thờ rộng 22 hecta nằm tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Nhà thờ được xây dựng bằng đá trong thời gian khá dài, từ năm 1875 đến năm 1899. Đây là công trình kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật châu Âu và Đông Á. Ngay sau khi xây dựng xong, quần thể kiến trúc nhà thờ Phát Diệm đã được Bộ Văn hóa Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xếp hạng di tích lịch sử văn hóa có giá trị. Nhà thờ Phát Diệm có một nhà thờ lớn và 5 nhà thờ nhỏ. Một nhà thờ được xây dựng chủ yếu bằng đá tự nhiên, gọi là nhà thờ đá. Phương đình là tháp chuông, ao hồ và 3 hang đá nhân tạo. Nhà thờ Phát Diệm đặc biệt ở chỗ, mặc dù là công trình công giáo, nhưng được mô phỏng theo nét kiến trúc đình chùa truyền thống của Việt Nam, với vô số mái cong hình mũi thuyền đặc sắc. 4. Nhà thờ lớn Hà Nội. Nhà thờ lớn Hà Nội, tên chính thức là Nhà thờ Chính tòa Thánh Giê-xu, là nhà thờ chính tòa của Tông giáo phận Hà Nội, nơi có ngai tòa của Tống Giám Mục. Đây cũng là một nhà thờ cổ tại thành phố này, thường xuyên diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của các giáo dân thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Được xây dựng theo kiến trúc Gothic, đây là điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội. Nhà thờ được thiết kế với 65 m chiều dài, chiều rộng là 21 m và hai tháp chuông cao gần 32 m, được cố định bởi những trụ đá to lớn. Cây thánh giá được thiết kế độc đáo bằng đá, thu hút ánh nhìn của mọi người ngay từ lúc bước chân vào. Sàn gạch được tạo ra hoàn toàn từ gạch đất nung, bốn bề bức tường chát bằng giấy bổi, tạo nên không gian trang nghiêm, cổ kính, vô cùng đẹp mắt. Vì nhà thờ có tuổi đời hơn 100 năm, bức tường nhà thờ phủ rêu phong tạo nên một khung cảnh hoang sơ huyền bí. 5. Nhà thờ Chánh tòa Kitô Vua Nha Trang. Nhà thờ Chánh tòa Kitô Vua hay là nhà thờ núi là công trình có bố cục chắc khỏe, với những khối đá lập thể nhỏ vươn dần từ thấp lên trời xanh. Điểm cao nhất là nơi đặt thánh giá trên đỉnh tháp chuông, cao 38 m, tính từ mặt đường. Nhà thờ được xây trên đồi cao, đường dốc lên thoải. Bên là dãy tượng Chúa và các sự kiện trong kinh thánh.
bên còn lại là những bia mộ. Đường đi lên nhà thờ rất yên tĩnh và bình yên. Sự khác biệt giữa tường đá xám với nền trời xanh dương tạo nên một cảm giác như một nhà thờ ở vùng châu Âu cổ kính. Dù thời tiết lúc đó rất nắng nhưng mà cảm giác thì rất mát mẻ. Đặc biệt nhất của nhà thờ núi chính là khu thánh đường. Đi qua cửa tiền đàn, ta sẽ bắt gặp một không gian mênh mông, khoáng đạt và tràn ngập ánh sáng. Đặc điểm nổi bật nhất của kiến trúc Gothic tại đây chính là các vòm cuốn hình múi, uốn cong, rộng, hướng lên bầu trời. Hoa văn trang trí được sử dụng những đoạn thẳng, được bố trí hài hòa và tạo nên vẻ đẹp giản dị nhưng không kém phần trang nghiêm. 6. Nhà thờ gỗ Kon Tum. Nhà thờ gỗ Kon Tum được làm bằng loại gỗ màu nâu đen. Đây là công trình kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa phong cách Roman và nét văn hóa Tây Nguyên của dân tộc Ba Na. Được xây dựng khoảng 100 năm nay, song công trình gần như không bị tác động bởi thời gian. Nhà thờ mang phong cách đặc trưng của kiến trúc Roman với các chi tiết như tháp chuông cao, mái nhọn, khung cửa hình vòm, cột đá to tròn, đi kèm với các họa tiết, nghệ thuật điêu khắc đậm nét dân tộc Ba Na, giúp cho công trình nền nã và địa phương hơn. Nhà thờ được làm bằng một loại gỗ đặc trưng, nơi đây thì có tên là gỗ cà chít và các bức tường. Vách được làm bằng đất trộn rơm, không dùng bê tông cốt thép và kể cả là vôi vữa để sơn chết. Mặt tiền nhà thờ bao gồm 4 tầng cao 24m, gồm 4 cột chính và 2 cột phụ, kết nối với nhau thành những vòm cung nâng toàn bộ khối nhà thờ với kích thước nhỏ dần khi lên cao. Giữa tháp là 4 ô cửa kính màu hình tròn, với nhiều thanh gỗ hình cong đồng tâm được sắp xếp một cách hoàn hảo, tạo cho cửa sổ mang dáng dấp một con mắt nơi chính diện của nhà thờ. 7. Nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Nhà thờ chính tòa Đà Lạt hay còn được người dân địa phương gọi với cái tên dân dã là nhà thờ con gà. Được xây dựng từ năm 1930 đến năm 1943 tại Đà Lạt theo phong cách châu Âu thế kỷ 17. Giống như nhà thờ gỗ Kon Tum, đây cũng là một công trình kiến trúc độc đáo với sự kết hợp giữa phong cách phương Tây và phong cách kiến trúc dân gian Tây Nguyên. Đây là một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua của du khách khi đến với thành phố Hoa. Nhà thờ có mặt đứng với phần tháp chuông của nhà thờ vươn cao. Những đường nét, chi tiết trên mặt đứng hoàn toàn phỏng theo nguyên gốc của các kiểu mẫu châu Âu. Cửa sổ nhà thờ có vòm cung tròn, các đường nét mạnh mẽ, dứt khoát, tổ chức theo phân vị đứng, mái lợp ngói thạch bản, đặc biệt là tỷ lệ giữa các mảng khối rất hài hòa và chặt chẽ. 8. Nhà thờ chính tòa Thái Bình. Mới được khánh thành vào năm 2007, nhưng nhà thờ chính tòa Thái Bình được đánh giá là một trong những nhà thờ đẹp nhất ở Việt Nam. Tọa lạc trên khuôn viên rộng trên 6.201,6m2, nhà thờ chính tòa Thái Bình mang đậm những dấu ấn trong kinh thánh. Nhà thờ đường được thiết kế 2 tầng, có chiều dài là 69m, rộng 18m, lòng sử dụng và 2 hành lang chạy dài với chiều rộng là 3m. Tầng trên của nhà thờ được dùng để cử hành thánh lễ và các nghi thức phụng vụ. Thánh đường chính của nhà thờ chính tòa mới được xây dựng trên nền đất và hướng trục tâm của ngôi nhà thờ trước. Tuy nhiên, nó được dịch chuyển lên phía đầu nhà thờ khoảng 30m để tạo một khoảng không gian rộng lớn phía cuối nhà thờ, trở thành quảng trường trong những dịp lễ đại triều. 9. Nhà thờ Tân Định. Nhà thờ Tân Định được khánh thành vào năm 1876. Tổng thể mang phong cách kiến trúc Gothic, nhưng mà các thiết kế trang trí lại mang chút Roman và Baroque. Toàn bộ công trình hiện được sơn màu hồng, phía mặt tiền thì gồm một tháp chính và 2 tháp phụ. Trên đỉnh tháp chính thì cao 52,6m, có cây thánh giá làm bằng đồng cao 3m. Bên trong nhà thờ có 5 quả chuông với tổng trọng lượng là 5,5 tấn. 2 tháp phụ có những tháp đèn, nhiều cửa sổ hoa gió với những hoa văn tạo vẻ vững chãi mà duyên dáng. Nội thất nhà thờ khá bề thế với 2 cột Gothic dẫn đến bàn thờ chính làm bằng đá cẩm thạch của Ý, tôn lên vẻ đẹp rất nhiều cho cả công trình kiến trúc. Hàng cột biên bên trái là nơi có các bệ tượng các vị thánh nữ, bên phải là bệ tượng các vị thánh nam. 10. Nhà thờ Phủ Cam. Nhà thờ chánh tòa Phủ Cam tọa lạc trên đồi Phước Quả, thuộc địa phận phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.
Đây là một trong những giáo đường to lớn, nổi tiếng và lâu đời nhất tại Huế. Thánh đường được xây theo lối kiến trúc hiện đại. Mặc dù sở hữu kiến trúc xây dựng theo kỹ thuật hiện đại, nhà thờ Phủ Cam vẫn mang những ảnh hưởng và đường nét của ngôi nhà thờ thời phương Tây với mặt bằng xây dựng theo đồ hình thánh giá và những trang trí theo kiểu công giáo. Điểm độc đáo của nhà thờ này là phần mặt tiền với hai tháp chuông vươn thẳng lên trời cao như là một cuốn kinh thánh mở ra, đồng thời mang dáng dấp của một đầu rồng há miệng. Được xây dựng với vật liệu đá thô, chính sự cân đối trong tỷ lệ và đường nét khiến cho phần mặt tiền của nhà thờ Phủ Cam trở nên mềm mại và thanh thoát. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Bạn nghĩ gì về video ngày hôm nay? Hãy cho mình ý kiến ở phần bình luận nhé. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share video, nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ và quả chuông thông báo bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ top 10 huyền bí nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.